Chào em. Thực ra cái bộ tứ linh này nó nằm ở tam hợp phúc phối di, nó mới gọi là tính đấy. Chứ nếu mà mệnh tài quan thì phúc phối di này, à tôi xin lỗi, mệnh tài quan mà tứ linh nó cũng chả giải quyết vấn đề gì cả đâu nhá. Nếu em quan trọng cái vấn đề tứ linh mà em nhận biết cái linh này nó là liên quan đến ví dụ như là tâm linh, tôn giáo, những thứ liên quan đến vấn đề tinh thần, thì nó phải ở các cung mang tính chất là tinh thần. Chứ nếu nó ở các cung mang tính chất là vật chất thì nó cũng chả giải quyết vấn đề gì cả. Và các cung, cái vấn đề là cái cung mang tính chất là tinh thần quan trọng nhất nó nằm ở cung phúc. Thế cho nên cái tổ hợp nếu em xét tứ linh thì nó nằm ở cái cung phúc đức hoặc là tam hợp của phúc đức là chuẩn nhất. Còn nếu thân của mình, cái cung an thân ấy, nó bay vào đấy ấy, thì nó càng chuẩn hơn. Thì đa phần là những cái sao mà nó nằm ở đấy thì nó là cái gì? Mọi người hay nói tứ linh nó là long phượng hổ cái, đúng không? Thì cái quan trọng nhất ấy, nó phải là cái tổ hợp long phượng ở trong cái tổ hợp long phượng hổ cái. Bởi vì nhớ là bạch hổ nó vẫn là sao bại tinh, thì nó nếu mà nó nằm ở cung phúc ấy, thì cung tài của mình có tăng môn thì nó cũng không không được đẹp. Thế còn long phượng mà nó đóng ở đấy thì nó đẹp hơn nhé. Thì đấy thì tính bình thường chả vấn đề gì, nhưng mà em phải hiểu là mỗi một sao nó có một tính chất riêng biệt, thì người ta phải đắc thời đắc vị. Đắc thời có nghĩa là gì? Nó phải đúng cái vị trí đắc địa của nó thì nó mới gọi là được đắc thời. Thế còn đắc vị là nó phải đúng cái cung của nó. Những sao mà mang tính chất tinh thần, tâm linh, tôn giáo thì nó phải ở cung mang tính chất là tinh thần, đúng không? Lộc các thứ thì nó là những sao về cái vấn đề liên quan đến 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 vật chất, thì nó phải ở các cung vật chất đấy, nó phải ở cung tài, cung điền. Những sao quyền lực, những sao quyền hành mạnh mẽ, quan tinh, quý tinh thì nó phải ở cung quan. Nên người ta mới nói là cái câu là phúc tinh vu quan cung thì khước thành vô dụng, hay là quan tinh vu phúc đức thì cận quý vinh tài, là như thế. Nghĩa là chính là nói về cái vấn đề liên quan đến các sao nó ở cung nào thì nó mới hợp lý, chứ không phải là cứ sao tốt thì nó sẽ tốt đâu. Có những sao tốt nhưng nó đóng không đúng vị trí thì nó không phát huy được tính của nó. Nó giống như việc một ông học giỏi toán nhưng mà lại nhồi ông vào một lớp chuyên văn, thì cái việc giỏi toán của ông nó chả giải quyết vấn đề gì cả. Bởi vì khi người ta đi vào cái lớp đó, cái môi trường đó, người ta chỉ chú ý đến văn thôi chứ người ta không chú ý đến một thằng giỏi toán, kiểu thế đấy. Hoặc là một ông rất giỏi về cái vấn đề liên quan đến công nghệ thông tin nhưng ông lại ở cái môi trường chả có cái máy máy tính nào, thế thì để giải quyết vấn đề gì đâu, đúng không? Đó thì nói như thế để em hiểu kỹ hơn về cái câu hỏi và cái vấn đề của mình nhá. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại.